Ok, mời tất cả các anh em ở trên Nemo TV và các anh em ở trên YouTube đang xem lại. Ngày hôm nay chúng ta cùng tới một cái tựa game kinh dị mới ra mắt trên Steam xong, nó có tên là Cold Hell. Cold Hell có nghĩa là nhà lạnh. Một tựa game kinh dị, vừa mới vào thấy nhà cửa đổ nát, trông có vẻ khá phết. Con game này thì tôi xem qua trên Steam thì tôi thấy đồ họa khá là đẹp. Còn không biết là nó đẹp có thực sự là đẹp hay không, hay là vào trong hay là đây chỉ là một cái ảnh wallpaper, xong rồi vào trong và cho chúng ta chơi kiểu mô hình hình vuông giống như kiểu Minecraft, con mày yêu thằng Grab hay không, không biết nhá. Có vào với tôi nói thật với anh em luôn là cái tầm này game kinh dị với tôi nó quá là nhẹ nhàng, nó chả có ý nghĩa gì không. Tháng 2 năm 2022, ấy dạ. Yakutia, Yakutia là ở đâu? Ô, cái này giống kiểu Resident Evil 7 nhỉ? Kinh vậy. Tôi đang lái xe này, như đi xem phim luôn. Chiêu vậy, ok. Mày lái xe kiểu gì ấy, thằng ngu. Vâng. Quỳnh. Mẹ đéo hiểu thì lao xe thẳng xuống vực như thế mà không sao mới kinh chứ. Mà cũng không thấy túi khí bung ra luôn. Game hơi điều nhá. Ôi. Con game này đồ họa đẹp phết anh em ạ. Con game này đồ họa đẹp phết. Tưởng tôi xem là có chỉnh được cho chuột nó bớt nhạy đi cái. Cảm ơn Khiêm VIP khiếp cái tiếng gì. Cái này là cái gì? Cái đấy là cái đèn. Cái đèn để chúng ta chùm à, chúng ta buộc lên đầu đúng không? Đèn pin. Ôi chết à. Không, con game này được ấy. Đừng có bắt ta phải cầm cái đèn pin xong đi tìm pin nữa. Cho ta một cái gì ta quấn luôn lên đầu ý. Đồ họa đẹp phết. Nhìn như thật luôn. Nói thật. Giờ đi đâu? Có một cái điều tôi thật với anh em luôn nhá, là không phải chỉ có mình tôi mới thấy cái chuyện này là vô lý hay không. Nếu như là tôi nhá, tôi đang leo lao xe từ trên cái đường cái trên này, tôi lao xuống dưới vực đúng không anh em? Đúng không ạ? Anh em có chứng minh tôi đúng không đã? Thế thì cái việc đầu tiên khi tôi lao xe xuống đây là tôi sẽ lôi điện thoại di động ra và tôi gọi đến một cái cơ quan nào đấy, một người thân hoặc là cơ quan có cứu hộ hoặc là cái gì đấy. Nếu như điện thoại hỏng thì tôi cũng sẽ leo lên, leo từ đây tôi leo dốc lên trên đường cái, từ đây tôi đợi có xe qua để tôi kêu cứu. Chứ chả có thằng bỏ mẹ nào nó lại cứ đi lang thang dưới này. Và tôi cũng nói luôn với anh em mà cái sự kết cục của thằng này với cái việc đi lang thang ấy là nó sẽ mòn một cái ngôi nhà để hoang. Và nó sẽ như một cái thằng bị điên. Nó sẽ mò vào trong căn nhà hoang đấy, nó mở cửa và nó chui vào và nó đéo ra được nữa. Và thế là tôi khổ sở ở đây để chơi cho anh em xem. Đấy là cái sự vô lý không bao giờ có ngoài đời. Đúng không anh em? Kiểu đéo gì cũng vậy mà. Vậy thì tất nhiên không vô lý làm sao mà tôi có được game chơi. Nhưng mà tôi cũng đúng nhỉ. Cứ nói chê đâu thế, đến lúc thần trùng ra lại có anh em thắc mắc mà tự nhiên có thằng điên đéo nào vào nhà ma ở thì đúng là cũng khổ phết đấy nhỉ. Thôi tốt nhất là chúng ta không nên blame những tựa game kinh dị indie, bởi vì là rất có thể nó sẽ ám vào trong cái tặng sản phẩm của mình. Cái gì cơ?
Spoil á? Ôi dồi ôi, có cái gì mà phải spoil? Thần trùng anh em còn chơi mẹ nó cả demo rồi, anh em mà không biết là nó có cái nhà ma hay là thế nào? Ôi ôi, hay là anh em còn nhầm sang là nhà nghỉ? Thôi ông làm game với ông sắp lần sau, tôi nói thật với ông này, tôi biết thừa là ông sẽ bắt tôi phải đi vào một cái nhà hoang ở khu vực này. Cho nên ông làm cái nhà nó gần thôi nhá. Nếu mà các bạn làm game mà đang nghe tớ nói ấy, thì cách tốt nhất hay nhất như này này, bạn xây luôn cái nhà đấy ở dưới đường này luôn. Cái thằng player ấy nó đang đi ở trên đường cái, nó lao xe một phát lao mẹ vào cửa nhà đấy luôn cho tôi nhá, bạn làm game nhá, để player người ta đỡ mất thời gian ấy. Anh em thấy chuẩn chưa? Nhưng mà méo gì đấy, biệt thự trông ác chiến phết nhở. Sao ở trước cửa biệt thự lại có ba cái tượng gì đấy? Kia là Batman đúng không? Đây là cái mặt nạ Batman đúng không? Batman này. À, cảm ơn anh em và tặng kim cương nhá. Bên này là Superman này, đầu Superman. Bên này đầu Batman. Còn ở giữa thì có lẽ là cái cốc hay cái chén gì đấy. Cái cuộc chiến Superman vs Batman anh em nhá. À đây là totem à? Ờ cái này là giống kiểu totem chứ không phải là tượng. Không phải anh em ạ, một bên là đầu lâu, một bên là đầu sói, ở giữa là một cái hũ. Ok, thôi vào nhà đã. Cảm ơn anh em San. Ma ơi, ta báo cho mày một tin vui này. Sắp sửa có một thằng dở hơi, nó bị coi như là tai nạn xe ô tô cách đây khoảng tầm 5 cây số. Nó bị lên cơn điên và nó đi bộ đến cái nhà hoang mà mày đang chờ có người đến mày bắt đấy. Sướng nhá. Làm nào để vào được? Làm nào? Cửa đâu? Ơ anh ma ơi, anh muốn săn người ăn thịt thì anh phải đừng có khóa cửa đây rồi. Ơ ô, con game mày làm chi tiết thật đấy này, mình còn nhìn thấy cả người mình luôn này. Cảm ơn anh em ve. À cứ tự đẩy vào luôn, không cần phải mở miết đéo hết. Cây em thích mà được à? Em sao tối om thì chơi bời đéo thì bật đèn pin lúc nào? Phải ra xem nó bật đèn pin lúc nào anh em ạ, khổ ghê, phải bỏ tắt đèn pin. Ép à? Ép. Sao đéo bật được? Anh để quên đèn pin trên xe ô tô. Đâu cái đèn lúc mà tôi nhặt cùng với cả cái vali, lúc mà xe vừa mới bị gì đây? Đằng sau cái xe nó có một cái đèn mà. Thế thì tôi hỏi anh em, lúc đấy tôi nhặt tôi đeo ở trên đầu đấy còn gì nữa đúng không? Đây. Vâng, chúng ta phải equip anh em ạ. Ô tiền su. Được đấy. Ui xôi ôi. Đéo ơi sao tối om tối xì, đèn pin đéo ơi, làm tối này thì chơi bời gì. Cảm ơn Kittina. Cảm ơn chuẩn đoàn. Tối lắm anh em ạ. Để tôi xem một cách nào tăng sáng cho anh em, chứ mà tôi sợ anh em đéo nhìn cái gì mất. Thề nó tối lắm ý.
tối lại còn leo la leo lét. Mày muốn cạnh tranh trước coi như là mày đèn pin leo lét với thần trùng đúng không? Đã thế tí tao ra tao bảo thằng Vũ là chỉnh cho cái đèn pin sắp tới ở trong thần trùng nhá. Soi đéo như thế gì trước mặt luôn. Mày dám cạnh tranh đây tao. Ô. Vào đây lại sáng rồi. Ngon. Ô, con này công nhận làm đồ họa thật chân thật thực đấy. Thề. Đồ họa đẹp thật. Có cảm giác đúng như kiểu cái này mà chụp ảnh tưởng là nhà thật ngoài đời luôn. Cảm ơn nó Phúc Bùi. Thế này còn không chân thực thì thế nào mới là chân thực? Đây, cho bớt sáng lại, lúc nãy tôi tăng sáng hơi mạnh. Tôi giảm bớt sáng lại, nó gần gần với cả bình thường tí. Thế thôi, hơi sáng một tí thôi chứ thế kia sáng quá. May quá vào đây nó cũng... Game kinh dị nó phải hơi tối tối tí đúng không anh em? Suốt cuộc mình vào đây làm cái gì? Một bức thư cũ. Cho những ai đang đọc bức thư này, mỗi đêm hãy đốt 7 cây nến trong nhà. Mỗi cây nến ở một phòng. Nhớ đấy, 7 cây nến. Nếu như mà nến mà bị tắt vào giữa đêm, phải bật lại nó. Ok. Yên tâm. Nó như là cái thằng làm con game này nó cả khịa fan mu hay sao nhỉ? Đang ở trong cái tình thế mà rất có thể sẽ xuống top 7 ấy. Chúng mày nhắc con số 7 đây. Tôi không biết cái này là có thể gọi là tâm lý học loài người không. Ê, con đầu. À, bây giờ nhóm lửa như nào? Chắc là combine với cả cái gỗ đúng không? Không phải. Hay là bật lửa combine với cả... À đây. Chúng ta đổ cả một cái can xăng. Đổ ra được đúng một cái bật lửa thôi á. Cảm ơn anh em xa đầu huynh mẹ game mẹ điêu vừa chứ. Cả một can xăng. Đổ được đúng cái bật lửa. À, cháy rồi. Ấm rồi. Rồi, quá đơn giản. Ơ. Gì vậy? Có chuyện gì đấy? Hả? Thế nào? Ơ? Đồ trời à? Cứ ra ngoài cái con game này nó lại còn có cái thể loại ra ngoài đi. Ra ngoài nó tự động nó lại mất cái này về, bực cục chứ. Thật đêm hôm qua có thể là bởi vì tôi để nhạc bé quá ra mình không nghe tiếng nhạc chăng? Hay là thằng này nó nhìn thấy có ai đó ở ngoài cửa? Hay là như thế nào? Yêu đéo. Đèn đâu? Lại phải equip đèn mới được. Vâng. Chắc là bây giờ mình giải câu đố ở trên tầng trên được rồi đấy. Giờ ấm rồi mà. Đây, anh em ơi, đây, chúng ta phải xoay cái này. Nhưng mà chúng ta bị thiếu mất một cái lọ. Chúng ta bị thiếu mất một cái lọ. Và cái lọ này cần xoay theo đúng thứ tự người chó người. À, thế này là, cái này là giống ấy rồi. Giống trong cái tờ viết này rồi. Ở phía trên ý,
là nó bị gạch đi, anh em nhìn được không? Phía trên có hai cái trường hợp đầu tiên là đều bị gạch đi. Đến cái trường hợp thứ ba thì nó đang viết dở. Thì chúng ta chỉ biết được rằng là thứ tự nó sẽ là trẻ con người chó. Còn đến cái gì chúng ta chưa biết. Đấy, ba cái đầu tiên là trẻ con người chó. Nhưng mà tôi lại bị thiếu mất cái đầu tiên. Cái này là cái trẻ con này. Cảm ơn anh em xa đầu huynh nhá. Trẻ con xong đến người. Người xong đến chó. Đấy, trẻ con người chó. Còn hai cái sau này thì có thể là cái gì đấy thì mình chưa biết. Mình phải xoay cái này ra thì mới mở được. Rồi, chắc là phải lên giải câu đố ở bên trên. Trẻ con người đạt. Game này có gì sợ đâu nhỉ. Game này ban đầu nhìn cái nhà này nó tồi tàn, tôi còn có tí gì đó sợ hãi. Game này bình thường mà. Hay là do tôi bây giờ nó quá bố đời rồi nhỉ. Cảm ơn anh em xa đầu huynh nhá. Nó chả thấy sợ hãi đâu. Thú thật. Hay làm gì mà tao sợ đi. À, cái này là 0248. 0. Cảm ơn Hi Hi, thank you Hi Hi nhá. Cảm ơn Hi Hi. 02. Đã mẹ, cái này là còn nó còn làm cái tâm này phải đi gì đúng vào được cái nhục. Nhục mẹ. Làm game kỹ quá nhiều khi nó không hay. Rồi. 0248. Không phải anh em ạ, chắc 0246. Có thể là nó vẽ con nhện chỉ có 6 chân thôi. Cũng không phải. Không phải anh em ạ. Tao cài rồi. Đây 0246 đây này. 0246 không phải mà 0248 không phải. Hay là ngược lại. Hay là ngược lại là nhìn cánh cửa. Để theo gạch. À gạch này à. Ờ đúng rồi, phải theo cái gạch này chứ. Đúng rồi, tôi nhầm. Cảm ơn cáo sa mạc. Ừ để theo gạch, để theo gạch. Ừ. Ủa, hiệp giật cả mình, ok đúng rồi. Khổ, tôi nhìn tôi để nhầm vạch. Khổ, sorry anh em nhé. Cái gì đây? Bức thư của những thợ săn. Ai sen. Anh nói đúng, nơi này đã bị nguyền rủa. Anh không thể lại đây được. Tôi nên đi cùng với anh để ngủ ở trên xe ô tô. Tôi đã có thể đốt được 4 ngọn nến, nhưng tôi không tìm được 4 ngọn nến còn lại. Nó bị giấu ở trong bóng tối. À không, con quái vật đấy ẩn mình trong bóng tối và đang theo dõi chúng ta. Tôi đã nhìn thấy nó. Ếch chim phát điên. Anh ta nghĩ rằng con quái vật đấy sẽ ăn cắp mất linh hồn của chúng ta, cho nên chúng ta nên chết trước khi nó bắt được chúng ta. Tôi khóa tất cả những cánh cửa lại một lúc để e chim không thể làm được những việc ngu ngốc khi tôi đi ra ngoài. Tôi nghĩ rằng anh có thể xử lý được mấy cái mật mã. Nếu anh cần chìa khóa để có thể đến được cái khu vực thứ hai của căn nhà, thì nó nằm ở bên trong cái tủ phía dưới cái bức tranh nơi chúng ta tìm được chúng. Tôi giấu cái lọ bị mất ở trong cái tủ để đồ săn bắn à? À đâu? Để trong cái đúng không? Hunting lock này là cái gì nhỉ anh em nhỉ? Hunting lock này là cái nó là cái gì? Cái gì săn bắn? Tôi sẽ đi đến nhà ga mà chúng ta nhìn thấy trên ngọn đồi. Tôi sẽ quay trở lại giúp anh sớm nhất có thể. Cabin à? À tức là nó nằm ở cái cốc, nó nằm ở ngoài ba cây cột à? À như vậy là hunting lock này nó là cái chỗ mà có ba cái cột sói với lại cái gì đấy hả?
Ok. Như vậy là ở đây là có đến 3 người đang sống anh em ạ. Có 3 người đã từng đi vào đây cũng bị tai nạn xe, sau đó vào trong này. Thì một người phát điên bởi vì là thấy một con quái vật gì đấy là sợ quá phát điên mẹ luôn. Một người thì ở lại, còn một người thì ra đi để đi tìm đến nhà ga. Đấy, còn một người thì ở lại cố tìm những cây nến để đốt. Ở đây có 3 người cơ. Thế cái thằng bị nhốt là nó bị nhốt trong phòng nào tôi không biết. Thôi được rồi, thế tôi phải đi lấy cái lọ đã. Anh em có chắc chắn nó nằm bên ngoài không đấy? Đi luôn. Tốc độ luôn. Speedrun luôn. Không, đoạn này tôi nhớ đường rồi, anh em yên tâm. Đoạn này nhớ đường rồi, an tâm luôn. Cảm ơn Trần Như Hảo nhá, cảm ơn Trần Như Hảo nhá. Game đã làm được cái map to như thế này, nó có thể làm thêm mấy con sói. Xong rồi kiểu thằng nhân vật có thể là có súng hoặc là có cung gì đấy bắn mấy con sói thì chết ai. Làm map thì rộng, chả có cái mẹ. Cảm ơn Mây Dai. Nghe tiếng chân vui mà ai cũng bảo khó chịu. Nghe tiếng chân khó chịu à? Thế tôi cho tiếng bé lại nhá. Nhật đồng rút Nga mà mua khí đốt. Này, anh em tổ lại nó vừa nhá. Và vẫn nghĩ hay. Đi đường đéo nào nhỉ? Ôi trời, đến đây tôi lại quên mẹ rồi. Dẻo khỏi bệnh rồi à? Khỏi lâu rồi. Bây giờ anh ấy còn hỏi. Khỏi từ ngày hôm qua rồi. Khiếp, anh em hỏi tôi câu nữa chắc bằng kéo dỗ đầu mấy năm. Chả hiểu, chả theo dõi tình sức khỏe gì. Rất buồn, rất buồn. Cái gì ấy nhở? Một mấy nhỉ anh em nhỉ? Tôi lại quên bố rồi. Cái cuối cùng là 7 đúng không? 1891 à? Thế đéo là mình nhớ thành 7 nhỉ? Sao nhớ thì 7 giỏi thật. 7 ở đâu ra thì đầu óc tôi không hiểu, tôi lấy cái căn cứ ở đâu vì cái con số 7. À tôi biết rồi. Ok. Nhưng mà tôi sẽ không nói. Tôi không muốn gây thêm thù oán với cả một số những cái người nữa. Ha 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 ha.
Này, có anh em tê ra sao lại chat lại cái câu là Seven United đấy. Và vần. Anh em tê ra có biết được là trong lịch sử Ngoại hạng Anh là đội tuyển nào là cái đội câu lạc bộ nào câu lạc bộ nhiều cúp nhất không? Và vần. Seven đây luôn. Thật. Lúc nãy tôi trước tôi nhớ là đến cái chỗ cái đường đi kia nhanh lắm cơ mà. Chú bé khờ. Cảm ơn anh em chú bé khờ. Dũng Cu Ly fan Messi. Messi có phải là cái thanh niên mà đi bộ vuốt râu không anh em? Anh em nói cũng đúng, không phải ngẫu nhiên mà tôi chơi Red Dead Redemption tôi để cái bộ râu dài cho cái thằng nhân vật Arthur vuốt râu cho dễ. Dũng rô con rồi. Đấy anh em xem. Bây giờ là còn mang biệt hiệu Dũng rô con có chết tôi không. Đây rồi, nhà đây rồi. Ush. Cuối cùng thì lấy cái cúp về. Không biết là ma với quỷ thì đảo đây. Khổ. Đây, đặt cúp vào đây. Chuẩn bị chúng ta đến với câu đố người chó chó người. Sử dụng ở đâu? Ta biết là như này rồi, thế đặt vào như nào? Lúc like nó giống như là cái... nó giống như là cái bị mất ở trên. Thế điều nào mình vẫn còn đang cầm trên tay cơ mà. Sao đã ở dưới này rồi? What? Thế là thế nào? Vứt cái cúp đi! Mẹ! Vứt cái cúp khốn nạn! À đây. Rồi. Điều mẹ game. Điều hiểu. Ai? Anh em cho tôi hỏi là tôi làm thế nào để giải câu đố này là như thế nào? À, lên trên giải kia đã nhá. Cho đúng tiến trình đã, không có game lỗi đấy. Làm sai tiến trình là mấy con game indie này mà làm sai tiến trình là dễ lỗi phòi chim ra luôn. Tôi nhớ là tôi làm luôn được câu phát cho nhanh à. Kìa. Cúp C3 đấy. Anh em biên nấc. Cái này lúc nãy nó là bao nhiêu nhỉ? 2 2 4. À đâu? Sao lại 2 4 được không chứ? Không có 2 chứ khổ. Không 2 6. Rồi. Và lấy cái tờ giấy đọc. Ok, đọc xong rồi vứt. Rồi. Quay xuống dưới.
Nào, bây giờ là trẻ con, người. Trẻ con, người, chó. Bây giờ mình phải test hai cái vị trí sau đúng không? Đầu tiên là trẻ con này. Đây, người. Người ở đây tôi thấy có mấy dạng người. Một là cái thằng lính đang đứng, hai là người phụ nữ đang đứng. Tôi đoán có thể là cái thằng lính đang đứng. Chó. Này này, chúng ta test hai trường hợp cuối thôi. Một là cô gái. Ngựa. Cô gái ngựa không phải. Ngựa cô gái cũng đâu phải. Hay là nó không có lính, cô gái, em bé, chó, ngựa. À, anh em vịt quay. Lính, cô gái, em bé, chó, ngựa. Lính, cô gái, em bé, chó, ngựa. Rồi, dồi ôi, tuyệt vời luôn. Cảm ơn vịt con nhá. Thank you vịt con nhá. Chìa khóa gì đấy? Chắc chìa khóa cửa này rồi. Ngon. Tuyệt vời luôn. Rồi, đây chúng tôi đi sang được cái trái nhà bên này rồi. May quá, có anh em vịt. Chả hiểu sao anh em vịt con lại biết được cái mật mã bố đời vậy. Cái thật đấy. Khá quá. May quá anh em có được vỡ mồm. Gì à? À. Bây giờ là mình phải ghi nhớ vị trí từng cái nến nhá. Ở phòng này là có một cái nến này. Phòng có cái lò sưởi. Ở bên trái nhà bên kia là có một cái nến này. Đêm đấy là mình bị thắp đấy. Đây phòng khách. Đây là có một cái nến là hai này. Phòng khách có một cái nến là hai. Phòng này có một cái nến là ba. Có tổng cộng bao nhiêu cái nến nhỉ anh em nhỉ? Lúc mà tôi đọc cái tài liệu nó ghi là có tổng cộng bao nhiêu cái nến tất cả nhỉ? Đọc lại cái tài liệu cái. 7 cái nến lại quên. Rồi chúng ta có 3 cái nhá. Ồ, chìa khóa mở tất cả loại cửa luôn ạ. Ui, sao cái nhà nó rộng thế? À không, đây là cửa vòng ra đằng kia thôi. Phòng piano. Phòng này cũng có lò sưởi luôn. Ở chỗ này tôi không chui qua được. Phải có một cái gì để mình nậy. Rộng thật đấy. Khiếp cái nhà. Cái này về sau tìm đường để mà ra. Đây, cái này là cái thứ. Cái này là cái thứ tư. Đây là cái thứ tư nhá. Cái thứ tư này là một này. Một là trong phòng khách lúc bắt đầu vào nhà này. Hai là trong cái phòng mà chúng ta ngủ lò sưởi này. Ba là cái phòng mà từ phòng khách đi sang phòng khách thứ hai, nằm bên trái nhà bên kia. À, đây là cái thứ tư này. Là nằm ở trong cái phòng nhỏ. Nằm ở cái phòng nhỏ chân cầu thang ở trái nhà bên kia. Nến trên piano á. Ờ đúng rồi, piano là 5 này. Ở trên piano là 5. Từ piano sang cái phòng nhỏ dưới chân cầu thang. Rồi 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 rồi, 5 cái tôi nhớ rồi. Tôi còn 2 cái nữa. Đây, trên tầng 2 cái nữa là 6 này. Trên tầng 2 đi lên một đoạn vào một cái căn phòng là cái nền số 6 này. Còn cái tôi là được.
Ủa. À, đây là đường ấy thôi. Ờ, thế là cái thứ 7 rồi. Thế đủ 7 cái rồi anh em ơi. Đủ 7 rồi, đủ 7 rồi, đủ 7 rồi, đủ 7 rồi. Ok, ok, đã đủ 7, đã đủ 7, đã đủ 7. Bẫy đủ đà, đã đủ 7. 7 cái xong nhá, bên trái nhà này nữa là 7. Ok, xong. Vấn đề bây giờ nhiệm vụ của mình là có phải là đốt từng cái không? Hay là mình làm cái gì? Cảm ơn anh em San. Có 7 cái thôi anh em. Mỗi đêm thắp sáng 7 cái nến trong nhà. Đấy, nhớ 7 cái nến. Nếu nó bị tắt vào đêm, bật lại nó. Đây là chưa đêm nên là tôi không phải, nên là tôi chưa phải gì. Rồi đã. Đấy, có một cái phòng mình chưa mở. Mở phát. Hình như đây chính là cái phòng mà thằng gì nó nốt, nó nhốt cái thằng, cái thằng gì, tên là gì nhỉ anh em, tôi quên mất tên cái thằng ấy rồi. Cái thằng mà bị hoảng loạn xong rồi định tự sát là bị lão kia lão nhốt trong cái phòng này này. Mình không mở được. Airstream à? À, Airstream. Airstream. Ok, Airstream. Không có gì. Đây, chắc mình phải lên trên rồi. Nhà lắm phòng, lắm ốc thế. Nhiều cửa bị khóa lắm. Không biết lão kia lão khóa thằng bạn ở đâu. À, đây là cửa rồi. Cửa ở phía trên. Nó hơi, nó có lòng vòng thôi mà. Rồi, đã hiểu. Hiểu đã, đã hiểu. Ok, xong. Lên trên. Mà đồ mày ra luôn đấy, đi tàu rất mệt. Lại khóa rồi thì đi làm nào. Thế này thì đêm đi canh 7 ngọn cho không tắt dễ thôi anh em, bởi vì là tôi nhờ mấy cái phòng mà nó có nến rồi. Nó mấy cái phòng mà nó ở ngay đoạn kia thôi, không khó lắm. Có điều tôi đang không rõ bây giờ mình làm gì, hay là ngay từ bây giờ mình đốt nến luôn nhở? Hay là game ý nó muốn nói là ngay từ bây giờ tôi đốt nến luôn? Phải chăng là như vậy? Thì tôi đốt luôn nhá. Cái tầm này thì còn nước non điếu ấy. Làm sao mà quên được, anh em xem nhá. Đây là cái nến đầu tiên à. Một cái, ok. Đầu óc tôi bây giờ đầu óc do thái mà. Ghi nhớ kinh lắm. Cái thứ hai là ok này. Cái thứ ba là ok này. Cái thứ tư này. Một mạch luôn. Ok này. Cái thứ năm này. Không piano đâu. Ok này. Cái thứ 6 này. Ok này. Cái thứ 7 đâu. Ui xồ. Anh em thấy như nào? Còn gì để nói ở đây nữa không? À, phải đốt hẳn lên thì nó bắt đầu mới sang cái bước tiếp theo. Đã hiểu. Đấy. Đêm dậy phải đi đốt đến đây này. Đêm này mới là nhục đây này.
tôi dậy giữa đêm rồi. Lại phải ra chỉnh cái giày. Game. Đeo này hộ tao cái. Nến tắt, nến tắt, nến tắt, nến tắt. Đốt lại. Có lẽ nào mình đốt 7 cây nến thế là anh 7 sẽ đến thăm mình. Một sự tri ân fan. Tiếng gì đấy? Con tiếng chân con gì? Chi ân fan. Anh ở đằng này này. Anh ở đằng này này. Ơ sao tự nhiên tiếng nhạc vụt tắt rồi. Ôi ôi, em xin lỗi. Em xin lỗi. Nhanh lên. Nhanh lên! Nhanh lên! Anh đâu rồi? Anh Dũng là cu tít rôn à? Anh ơi, em cút tít rôn anh ơi. Anh đi đâu rồi? Ôi ôi, mẹ em đâu? Anh ơi. Anh đâu rồi? Anh đâu? Bố tiên sư anh đâu? Bùn đường sau tôi! Chạy! Ồ, mày quá! Ôi, không phải đâu đấy! Sao lại nó ở trên đây? Sao nó ở dưới cơ mà? Sao nó lại ở trên là thế nào? Thôi anh ơi! Tôi chết tôi rồi! Hết lực rồi! Đâu chạy được nữa rồi! Thôi anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi anh, em xin lỗi. Và ai chẳng muốn thắp nến, nhưng mà cái thằng nó đuổi như thế thì chơi làm sao được. À, đốt nến là end đêm à? Hát chích liền. Ừ.
Từ từ đã. Tôi không biết là tôi đang chơi game hay tôi đang chơi cái sản phẩm có liên quan đến coi như là thế giới bóng đá đấy, không biết. Được, lần này sẽ được. Chi ân fan mà fan chạy à, chả chạy, fan chả chạy tuột cả dép luôn đi. Đấy, anh em nghe tiếng chân anh ấy chưa? Đấy, tiếng chân lực lắm. Lên trên đã, đừng để nó nhìn thấy mình là được. Tuổi gì thằng này gặp đúng phải thằng mẹ tôi, gặp đúng phải cái thằng player nhớ đường còn hơn cả coi như là nhớ đường trong game, còn hơn cả nhớ đường đến nhà người yêu. Thì thằng này có tuổi gì bắt được tôi. Tôi nói thật vô vọng luôn, không có một cơ hội, anh em hiểu không? Cơ hội nào cho nó trong việc bắt tôi luôn. Câu cho nhanh. Mấy cái rồi nhỉ anh em, mà tôi thắp mấy cái nến rồi nhỉ. Còn đang điếu nhớ là mình thắp được mấy cái nến rồi. Nhục thân tôi không chứ. Sáu cái à? Ờ à, thế còn một cái ở tầng dưới nữa. Rồi, sáu cái thì tôi nhớ một còn một cái ở đâu rồi, còn một cái ở tầng dưới. Để tôi bình tĩnh nha. Úi dồi ôi. Anh ơi. Anh gì ơi? Anh ơi! Dưỡng sức đã. Để chúng ta dưỡng sức đã. Nó đầy lực đã. Ngồi xuống nó có đầy lực nhanh lên hơn không nhở? Con chó game lên lực chậm thế! Còn một cái nữa tôi nhớ rồi. Ngay bên cạnh cái phòng này thôi. Vào safe room á? Trong này làm gì có phòng nào là phòng safe room? Ừ, giữ lực gặp nó tôi mới chạy mà. Cái phòng sáng đèn á? Ờ, nếu mà thế thì game lại dễ quá. Nhanh lên, cố lên. Nó sẽ vào đến cửa này nhưng mà tôi sẽ kịp thắp nến để đi qua đêm nay. Tắt đèn. Xùi. Nhẹ nhàng. Tưởng thế nào. Ơ ờ? Thế là sao? Episode 1. Cảm ơn đã chơi game của tôi. Vâng. Chúng ta đã phá đảo episode 1 anh em ạ. Episode 2 sẽ ra mắt trong tương lai anh em ạ. Thôi thì gặp được thần tượng rồi thì cũng kết thúc mùa giải được rồi gì anh em. Anh em còn đòi hỏi gì nữa. Cảm ơn anh em Khang mập lầy. Refund nhanh anh ơi.